Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu cho mọi người lựa nha. Hôm nay có Ikada đồ ở trong này nè. Đấy, cần tay Ikada rồi. Cần rút đủ loại nha mọi người, to nhỏ to tắt. Đấy. Đầu tiên mình giới thiệu cây này. Đây, một cái cần hai khúc Suzumi. Đấy, cái này đọc mà càng khoan còn ok luôn nha mọi người, khoan còn ok luôn. Cần này thì chất liệu là phíp thôi. Đấy, ngoại hình của nó thì 85% trở lên. Đấy, ngoại hình 85% trở lên. Đấy. Ok. Cây này dài 2m1, thu vào là 1m1 nha mọi người. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng là 140g. Số 1, cây này 250 nghìn. Đây, một cái bát Fuji FS6 này. Tiếp theo cái Ikada này, đây rồi, một fan còn ok luôn. Đó. Bát thường. Đó. Chất liệu của cái này thì phíp thôi nha người, chất liệu phíp thôi. Và hình cây này thì 85%, 90% trở lên. Đấy. Ok nhé. Cây này dài 1m9, thu vào là 1m1 nha mọi người. Đường kính đọc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 120g. Đấy, cây số 2 giá 250 nghìn. Số 2 giá 250 nghìn nhé. Tiếp theo số 3, tiếp tục là một cây Ikada nữa. Đấy, bát Fuji FS6 này. Phan còn ok, phan còn ok. Đó, của nó, hộp của nó hình như nó bị gãy một nắp đọt, một mắt như thế này thôi mọi người. Nhưng mà mình thấy người ta hình như bấm sát đây rồi. Đó, rất là mảnh nhé. Đây, cái cần này dài 1m8, thu vào là 1m, đường kính đọc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 120g nha mọi người. Số 3, 250. Số 3, 250. Cái cần này đai qua nha mọi người, đai qua, chắc được là phíp nè. Nó có cái phòng số của nó luôn.
Tiếp theo một cây Ikeda NFT nha mọi người. Đấy. Bát Fuji. Không phải bát thường, bát thường. FS5 nhé. Cái này chất liệu phíp thôi nha mọi người, chất liệu phíp thôi. Cái này dài 1m7, thu vào là 1m1, đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 60g nhé. Cái này giá 200. Số 4 200. Số 5. Số 5 là một cái cần 2 khúc đây. Khoan bằng kim loại nha mọi người. Khoan kim loại. Bát vặn này. Đấy. Cần này chất liệu phíp nha mọi người. Còn cái hãng gì đây, chất liệu phíp. Ngoại hình của cây này thì khoảng 80% từ đây. Okay. Cái cần này dài 1m8, thu vào là 90-92cm gì đó mọi người. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 120g. Đây là cây số 5, 150.000. Số 5 150.000 nha mọi người. Tiếp theo số 6 là một cây cần hai đoạn, cần này cần đai hoa nha mọi người. Đấy, đai hoa bát thường, dạng khoan còn ok hết. Đấy, khoan còn ok. Cần này dài 1m8, thu vào 93cm, đường kính độc đỉnh của nó là 140g, đường kính độc đỉnh của nó là 1,2 ly, cân nặng là 140g nha mọi người. Giá là 280.000 này. Số 6. Số 6 280.000. Okay, cần số 7 là cũng cây cần hai đoạn. Okay, dòng phan cũng ok luôn, đọt rất là mảnh nha mọi người. Cái cần này dài 1m5 thôi, thu vào 85cm, chắc được 1m6 mọi người, 1m6, 85cm, đường kính độc đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 80g nhé. Đây là cái số 7, số 7, 190.000.
Tiếp theo số 8 là cái cần đai hoa. Cái cần vài máy phụ đây này. Đấy, fan còn ok nha mọi người. À, cái chỗ này mắc một cái fan. Mắc hai cái fan. Cái fan này hư rồi. Nó có 6 đoạn tất cả mọi người. 6 đoạn tất cả hư ba cái fan. Ba cái fan này thì về mọi người cọc đơn giản thôi nhé. Bát Fuji FX6 nha. Cần này là cần Daiwa đây. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này thì 75-80% được đây. 80% được đây nhé. Cây này dài 4m4, thu vào là 93cm, đường kính đột đỉnh là 1 ly, cân nặng là 280g. Đây là số 8. Số 8, 250. Tiếp theo, số 9. Đây cần siêu to khổng lồ này. Đây. Tay một cái hãng gì đó. Con này chất liệu là phíp nha mọi người. À, ngoại hình của nó thì khoảng cỡ 65%. Đấy, hơi sơn nó hơi bị chắc tí. Đấy, đọt của nó đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Nó có sáu lóng nha mọi người, sáu lóng. Sáu lóng. Cái này dài à. Chưa có được dài đâu. Để mình đo lại thử nha mọi người. Mình chờ một tí, mình đo thử cái chiều dài của cái này khoảng bao nhiêu. Cái cần là dài 5m4 nha mọi người, dài 5m4. Mình viết vào đây luôn, 5m4, thu vào thì thu vào khoảng 1m5 gì đó. 5m4 vào 1m05. Thấy không mọi người, dài 5m4, thu vào 1m05, đường kính đột đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 480g. Đây, giá tiền của nó. Cái số chín, 320.000. Dính 320.000 nhé. Số 10. À. Số 10 là một cây cần Shimano. Đây nha mọi người. Nó có thông số của nó này. Cần này cần rút
chất liệu là phíp, ngoại hình của cây này khoảng 75% rồi đây. Đấy. Và fan của nó fan kim loại hết đây. Đấy. Fan kim loại không đá nha mọi người, chứ không phải là mắc đá nhé. Fan kim loại này không đá. Một đầu, một đoạn, hai đoạn, ba, bốn, năm, sáu, bảy, nó có tất cả bảy đoạn. Bảy đoạn, bát thường đấy nha mọi người, bát thường thôi. Cây này dài 6 mét, thu vào là 1 mét. Đường kính của nó là đường kính độc đỉnh của nó là 1,7 ly. Cây cân nặng của nó là 540 gram nha mọi người. Là số 10. 300. Số 10 300 nha mọi người. Số 11 là một cây cần 3 đoạn. Cần 3 đoạn nhưng mà cái cần này có đặc điểm của nó là nó có hai cái đoạn độc để cho mình thay thế khác nhau. Nó kích cỡ nó khác nhau mọi người. Đây, cần này cần 3 đoạn. Đây, 3 đoạn. Thì cần này đều còn nguyên gần phan hết. Nhưng mà nó có hai cái đoạn độc để cho mình thay thế này. Cần này to hơn này. Đấy. Cái này to hơn, con này nhỏ hơn. Cái này to hơn. Đấy. Này nhỏ hơn. Đấy. Cần khoan còn ok. Bắt vặn này. Đây. Cái này thì cần này là cần này. Không có tèm vào nó luôn. Đấy rồi. Cần này chất liệu là phíp thôi. Ngoại hình của nó khoảng 85% trở lên. Đấy. Ở đây. Dài 2m4, thu vào là 86cm, đường kính độc đỉnh của nó là một cái là 1,5. Một cái là 1,3 ly, một cái là 2 ly nha mọi người. 1,3 với là 2. Đấy, hai cái đầu của nó như thế, cân nặng của nó là 340 rồi ra. Đấy. Số 11. Cái này giá 300. 11 300 nha mọi người. Tiếp theo, cây số 12 là cây cần xanh hoa nội địa đặc luôn. Đó. Cây này chất liệu là phíp, cần rút nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì khoảng 85-90%. Dàn phan của nó thì là phan kim loại hết. Đó. Cái đọt của nó thì bị gãy một đoạn tay này rồi. Đó. Một đoạn, hai đoạn,
3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn tất cả nha mọi người. Có 7 đoạn. Bát này căn này dài 5m2, thu vào là 90cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,2 ly, căn nặng là 340g. Cái này cái số 12 210 nha mọi người. Số 13 là cái càng này. Đấy. Cây em hiểu của nó ở đâu không biết. Ngoại hình của cây này thì khoảng 65% nha mọi người. Bát Fuji FS6 này. Càng phan mình thấy còn ngon luôn. Đấy. Phan còn ngon, không cái nào mắc đá cả. À, có một cái mắc đá này. Có một cái mắc đá rồi nè. Mọi người cũng đồ thay vào nhé, khoan Fuji luôn đấy mọi người, khoan Fuji luôn. Cái này chất liệu phíp này. 2 3 4 5, 5 đoạn tất cả, 5 đoạn tất cả. Cái cần này dài 3m, thu vào là 70cm, đường kính đọc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 180g. Cái này số 13 200 13 200 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 14 Martin Martin cho đây. Đây, kiểu của nó đây. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Cần rút. Ngoại hình của cây này thì khoảng 75% trở lên. Made in Korea. Này, dàn phan của nó còn rất là đẹp. Này. Bát vặn này. Đấy chưa? Cái nó có máy lóng này. 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng tất cả nha mọi người. 6 lóng. Gần là dài 2m7 này, thu vào 65cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 0,7 ly. Từ từ, mình còn đo lại cái đọc đỉnh này. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,7 ly nha mọi người. 1,7 ly. Đường kính đọc đỉnh của nó 1,7 ly. Nó nặng 220g. Cái này cây số 14. Đúng. 180. Tiếp theo cần số 15 đây, còn cái máy Made in Korea. Cái này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó cái cần này cần đai qua nha mọi người, cần đai qua. Ngoại hình của nó khoảng 70-75%. Bát Fuji FS6 này. Đấy. Phan là ok này. Một, hai, ba, nó ba đoạn thế này thôi, ngắn ngắn mì nhau. Cái này dài 1m8, thu vào là 68cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng là 110g.
Cái này số 15. 170.000. 570.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 16. Rồi. 16 này là một cây cần trúc. Cần trúc phân đoạn nha mọi người. Cần trúc mà trúc đoạn chứ phải trúc rút. Đấy, để mình coi có máy đoạn tất cả. Đọc của nó này, cho người xem cái đọc của nó trước. Màu 2, 3, 4, 5. Nó có tất cả 5 đoạn nha mọi người. Cần trúc 5 đoạn. Đấy, cần trúc 5 đoạn. Ghép ghép thế này đây. Okay. Tốt 5 đoạn để mình đọc cái thông số cho mọi người coi. Cần trúc 5 đoạn này á, dài 4m2, thu vào là 1m1 nè. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 320g. Cái này cây số 16. 250.000. 16 250.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 17. 17 là một cây cần Olympic. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cây này thì 85-90% trở lên. Để trong bao nó tương đối mới. Mọi người. Đấy, phan này. Phan này có vẻ bị thay phan, thay độc gì cho nó mảnh rồi này. Đấy. Độc rất là mảnh nha mọi người. 1 đoạn, 2 đoạn. Đoạn này không? 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn. 1, 2, 3, 4, 5 đoạn nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đoạn tất cả. 6 đoạn tất cả. Khoan vào nó đây. Nứt này, nứt này. Đấy, nứt mà chưa móc đá nha mọi người, gắn keo lại. Đấy, bát. Cần này dài 4m3, thu vào là 83cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng là 240g nha mọi người. Đấy. Cái này cây số 17. Như vậy. Cái này giá 200. Cây số 18. Này, cây này nó chữ như thế này thôi.
Shimano nha mọi người. Đây, có tem Shimano này. Cái cần Shimano, chất liệu là Fib. Cái này còn rút nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì 90-95% rồi đây. Rất là đẹp luôn. Đây, à, khoang của nó. Đó. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn tất cả mọi người. Năm đoạn cần rút Shimano, chất liệu Fib, ngoại hình 90-95% rồi đây. Đây rất là đẹp. À, cần này dài 3,5 m, thu vào 85 cm, đường kính nọc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 260 g. Số 18 300 bát Fuji, bát trượt Fuji FS6 nhé. Mở cửa vô đây. Mở cửa vô đây. Mở cửa vô đây này, chó không cắn đâu. Tiếp theo, số 19 là một cây cần trúc nha mọi người. Đây, cần trúc. Cần trúc này nó có 4 đoạn thế này đây. Anh đi vô phía trong đấy. Mày ở trong đấy vô xem gì đấy. Muốn đọc đi. Đây. Như thế này thôi. Cần trúc thì nó chỉ có như thế này thôi. Đấy. Này ghép vào ok nha mọi người. Quay cho mọi người ghép vào đường nào quá. Đây, dài 3,5 m, thu vào là 1 m, đường kính độc đỉnh của nó là 1,3 ly, cân nặng là 140 g. Đây. Cái này 150 nghìn, số 19. Cái bao này nó còn cụm cước nè. Số 20 làm số kết thúc dây cần trong video này của mình. Đấy. Cái chỗ này không bị sao nha mọi người. Người ta chỉ quấn vào người ta cầm cho nó khỏi trơn thôi nha mọi người. Quấn keo người ta cầm cho khỏi trơn thôi, chứ nó không bị sao cả. Đấy. Cái cần này cần tay cũng chắc liệu là Fib luôn. Nhưng mà hãng gì thì mình chịu rồi. Không thấy tay nữa. Và cái cần này thì ngoại hình của nó 80% trở lên. Ba, bốn, năm, năm đoạn tất cả mọi người, năm đoạn tất cả. Càng này dài 4,8 m, thu vào là 90 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1,1 ly, cân nặng là 230 g. Cái này là số 20, 110 nghìn. Mày cứ bị 140, giờ rồi sao ấy? 20, 110 nghìn. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code cho mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn để lên mình mới bán cho mọi người. Đấy, mình mới ship cho mọi người. Mọi người mua hàng thì vui lòng kiểm tra hàng trước khi nhận. Đấy, để tránh trường hợp bể vỡ hay sai sót gì đó. Còn mọi người đã nhận hàng rồi mà điện báo với mình là bị này bị kia thì mình cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.